Này, này các tỷ kheo, ta ví vụ này để giải thích ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa là như sau: dòng sông, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với ái, sắc khả ái dễ thương. Này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sống, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với phẫn nộ, u não. Nước sói, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ so, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với đàn bà ngược vòng. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với xuất ly. Tinh tấn với tay với chân, là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các tỳ kheo, là Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng chánh giác. Cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai an ổn khỏi khổ ách. Chơn chánh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát. Tại đấy, ở tại đấy, cảm xúc được giải thoát. Vị ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu, đến tận cùng thế giới, đến được bờ bên kia, vị ấy được gọi vậy. Và hết. Và cảm dân hơ đọc xong, mến mời bằng tay của Sít Ái Minh, Quynh Quách Thanh Á, mời quý vị nha, mời cô tu nữ tự duyên nữa. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng khách được đọc. Kinh Tiểu Bộ Itiwuttaka, chương 4, 4 pháp phẩm 1, bài 109, La Mã. Này các tỳ kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ dễ thương, có người có mắt đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương, nhưng ở dưới kia có một cái hồ đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ dạ xoa. Nếu ông đến chỗ ấy, ông sẽ bị chết hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy sau khi nghe tiếng của người kia liền với tay và với chân bơi ngược dòng. Này các tỳ kheo, ta ví dụ này để giải thích ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa là như sau: dòng sông, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với ái, sắc khả ái dễ thương. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sống, này các tỳ kheo, theo ta đồng nghĩa với phẫn nộ, u não. Con không thấy tiếng nào. Nước xoáy, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ xoa, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với đàn bà ngược dòng. Này các tỳ kheo, là đồng nghĩa xuất ly. Tinh tấn với tay với chân, là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các tỳ kheo, là Như Lai bậc A La Hán, chánh đẳng chánh giác. Cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai an ổn khỏi khổ ách. Chơn chánh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát. Tại ấy, ở tại đấy, cảm xúc được giải thoát. Vị ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu, đến tận cùng thế giới, đến được bờ bên kia, vị ấy được gọi vậy. Dạ, con kính tri ân quý sư, cụ tư nữ và con kính tri ân đạo tràng, con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con đảnh lễ
tâm linh hạnh đức từ đức tính nữ và tự nhiên xin tiểu bộ Dạ, sister Anna, cô tự nữ tỷ duyên đã off khỏi room rồi. Sister Anh Minh có lên đọc bản kinh tiểu bộ của sister Anh Minh ơi. Nếu sister lên thì mà thân ai nhường có phát tán là xin đọc trước ha. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mà, Nam mô Sáng Kha, Giá Kính Đảnh Lễ Ba Ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính Đảnh Lễ Chư Đại Đức Tăng trong Đạo Tràng. Dạ, không có tu nữ kính giao toàn thể các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin đã đọc kinh tiểu bộ Itivuttaka chương 4, 4 pháp phẩm 1 bài 109 La Mã. Này các tỷ kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi. Dòng sông đẹp đẽ dễ thương. Có người có mắt đứng trên bờ thấy người ấy nói rằng: Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương, nhưng ở dưới kia có một cái hồ đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ dạ xoa. Nếu ông đến chỗ ấy, ông sẽ bị chết hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy sau khi nghe tiếng của người kia, liền với tay và với chân bơi ngược rằng: Này các tỳ kheo, ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa ở đây. Ý nghĩa là như sau: dòng sông này các tỳ kheo là đồng nghĩa với ái, sắc khả ái dễ thương này các tỳ kheo là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sóng này các tỳ kheo là đồng nghĩa với phẫn nộ ưu não. Nước xoáy này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ xoa này các tỳ kheo là đồng nghĩa với đàn bà ngược dòng này các tỳ kheo là đồng nghĩa xuất ly, tinh tấn với tay, với chân và đồng nghĩa với tinh cần, tinh tấn, người có mắt đứng trên bờ. Này các tỳ kheo là Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục mong cầu trong tương lai, an ổn khỏi khổ ách, trơn tránh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát tại đây, ở tại đấy. Cảm xúc được giải thoát, vì ấy đạt hiểu biết, phạm hành được thành tựu. Đến tận cùng thế giới, đến được bờ bên kia, vì ấy được gọi vậy. Con xin chúng mình mời cô Tuệ Duyên tiếp theo. Dạ, alo. Alo, quý anh chị có nghe mình nói rõ không ạ?
Nét mới vừa sửa ngày nay nét nên bị hư à? Dạ, cảm ơn chị Đặng Đông, chị Hoa Người, chị Nhật Quỳnh. Trái Minh xin học đi ạ. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Thầm Bà Giá, Nam mô Sàn Khai Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo Pháp, kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Con kính đảnh lễ quý chư Tôn Đức Tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Dạ cảm ơn Huynh Châu. Con xin phép trả bài Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá chương 4, 4 Pháp phẩm 1 bài 109 La Mã. Này các tỳ kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ dễ thương. Có người có mắt đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương, nhưng ở dưới kia có một cái hồ đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ dạ xoa. Nếu ông đến chỗ ấy, ông sẽ bị chết hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy sau khi nghe tiếng của người kia liền với tay và với chân bơi ngược dòng. Này các tỳ kheo, ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa là như sau: dòng sông này các tỳ kheo là đồng nghĩa với ái, sắc khả ái dễ thương này các tỳ kheo là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới nước này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm phần kiết sử. Sống này các tỳ kheo là đồng nghĩa với phẫn nộ u não. Nước xoáy này các tỳ kheo là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ xoa này các tỳ kheo là đồng nghĩa với đàn bà. Ngược dòng này các tỳ kheo là đồng nghĩa với xuất ly. Tinh tấn với tai với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ này các tỳ kheo là Như Lai, bậc A La Hán, chánh đẳng giác. Cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục, mong cầu trong tương lai an ổn khỏi khổ ách, chân chánh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát tại đấy, cảm xúc được giải thoát, vị ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu, đến tận cùng thế giới, đến được đờ bờ bên kia, vị ấy được gọi như vậy. Dạ con đã trả bài xong, kính nhân nít lại đào tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn cô Hải Minh. Trần Phụng ơi có cầm mic được không, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu. Trần Phụng ơi, dạ cảm ơn chích Trần Đông Mưu Tha Ná, chích Trần Phụng, Hoàng Nguyệt và cô Hải Minh cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Trần Phụng có cầm mic được không mà đưa bàn tay đi. Nhật Quỳnh nhường mic để hết giờ Trần, còn giờ nhờ Trần Phụng nha. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tăng Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý cô chú, nhà quý đạo hữu trong đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng. Dạ, con cảm ơn chú Vách Thách Ná cho con bài đọc. Dạ, Kinh Tiểu Bộ Ý Tí Vút Tá Cá chương 4, 4 phẩm phẩm 1 bài 109 La Mã. Này các tỷ kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ dễ thương. Có người có mắt đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương, nhưng ở dưới kia có một cái hồ đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ dạ xoa. Nếu ông đến chỗ ấy, ông sẽ bị chết hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy sau khi nghe tiếng của người kia liền với tay với chân bơi ngược dòng. Này các tỷ kheo, ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây ý nghĩa là như sau: dòng sông này các này
Dòng này các tỷ kheo là đồng nghĩa với ái, sắc khả ái, dễ thương. Này các tỷ kheo là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới này các tỷ kheo là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết xứ. Sóng này các tỷ kheo là đồng nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy này các tỷ kheo là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu với quỷ dạ xoa này các tỷ kheo là đồng nghĩa với đàn bà. Ngược dòng này các tỷ kheo là đồng nghĩa xuất ly. Tinh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ này các tỷ kheo là Như Lai bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Cùng với sự đau khổ, hãy từ bỏ các dục mong cầu tương lai, an ổn khỏi khổ ấp, chân chánh hiểu biết rõ, tâm khéo được giải thoát tại đấy, ở tại đấy cảm xúc được giải thoát, vị ấy đạt hiểu biết, phạm hạnh được thành tựu, đến tận cùng thế giới, đến được bờ bên kia vị ấy được gọi vậy. Dạ, dạ hết. Dạ, con cảm ơn đạo tràng, con đã đọc bài xong, con xin nhân mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thú, kính cảm ơn Sích Trần Phụng. Dạ, cảm ơn Sích Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên Sích Trần Phụng Ô Ái Minh, Cẩm Vân Quỳnh Quát Tha Ná, Sích Thi Na đã hoan hỷ lên ôn bài. Dạ, bây giờ thì cũng đã đến giờ học bài mới. Câu tiểu bộ kinh số 110 La Mã. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm về vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh, cùng với Nhật Quỳnh cung thỉnh Pháp Sư để đạo tràng chúng ta được Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Nam Mô Ta Sa Pha Ga Va Tô A Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bu Ta Ha Sa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, A Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lầm ở đạo dạy đời, A Nhâm vườn lập gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử, A có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trần như, A được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, Ma 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, A những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, A đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, A tối mê cầu được tri tri vẹn tròn. Nam Mô Bích Tha Giá. Và trước khi con thỉnh Thượng Tọa Pháp Tăng lên giảng dạy bài học ngày hôm nay, và con xin phép được đọc phần chánh kinh. Và cảm ơn Minh Bát Thanh Á đã cho bài học. Bài học hôm nay, Kinh Tiểu Bộ Itibut Taka chương 4, Bốn Pháp, phẩm 1 La Mã, bài 110 La Mã. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỳ kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi có sở hành như vậy,
Vì ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đứng vân vân, khi đang ngồi vân vân, khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, hai sân tầm, hai hại tầm. Nếu tỳ kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đi, nếu tỳ kheo khi đang nằm, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biến nhát, tinh tấn hạ liệt. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang đi khởi lên tầm, sân tầm, hai hại tầm. Nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, thì này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy có nhiệt tâm, có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang ngồi, này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo đi khi đang nằm, thức khởi lên dục tầm, sân tầm, hai hại tầm. Nếu tỳ kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu, vân vân, thì này các tỳ kheo, nếu tỳ kheo khi đang nằm thức ở, thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh cần, tinh tấn, siêng năng. Khi hoặc khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, khởi lên ác tâm tư, liên hệ đến gia đình, thực hành theo ác đạo, mờ ám bởi si mê, vị tỳ kheo như vậy không chứng vô thượng giác. Ai khi đi, khi đứng, khi ngồi hay khi nằm, tập trung được tâm tư, ưa thích tầm chỉ tịnh, vị tỳ kheo như vậy chứng được vô thượng giác. Dạ, bài chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tân từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Minh Hạnh, chào Đại Đức Tề Đức, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết đã nghe rõ. Có lẽ là cái đường truyền hôm nay tốt, không đến nỗi như mọi khi. Nghe thì cũng rất là tốt, lâu lâu thì cũng bị đứt quãng một chút, nhưng mà cũng được, đỡ hơn một bữa. Và trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Akiwa Demi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Bậc A-la-hán chánh đẳng giác, Đấng Thiên Nhân Sư Bi Trí Vẹn Toàn. Sokhato Phagavata Thammo Thammang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, thiết thực hiện vượt thời gian đến để chứng ngộ. Subhatibhano Phagavato Savakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiện thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phạm là mô phạm của quần sinh, là phước điện của chư thiên vạn loại, nguyện cầu mong Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Bụt Thầy Giá. Cảm ơn cô Rộng Đông đã nghe rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay đó là chúng ta học cái bài 110 La Mã.
Ở phần chánh kinh thì chúng ta đã nghe đọc. Nội dung trong cái phần chánh kinh này á, thì nó có ba điều, ba pháp mà Đức Phật Ngài dạy. Ở đây nếu mà một vị tỳ kheo trong khi đi đứng nằm ngồi để cho dục tầm khởi lên, sân tầm khởi lên, hại tầm khởi lên á, mà mình không có tinh tấn diệt trừ á, thì pháp bất thiện đó nó càng ngày càng tăng trưởng. Và như vậy đó thì cái vị đó thường đi đến những cái pháp bất thiện, tức là cái pháp hạ liệt nó sẽ sanh khởi lên. Cái thứ hai nữa đó là một vị tỳ kheo trong khi đi đứng nằm ngồi mà dục tầm sân tầm khởi lên á, hại tầm khởi lên á, mà vị tỳ kheo này quyết tâm, nhiệt tâm, thận trọng loại bỏ những cái ba cái pháp bất thiện đó, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm khởi lên á, thì vị đấy sẽ đi đến cái sự thanh tịnh. Bằng cái sự nhiệt tâm của mình thì vị đó sẽ đạt được cái sự an lạc, tĩnh tĩnh ở nội tâm. Ở đây đó thì tóm tắt là như vậy trong cái bài học hôm nay. Thì trước tiên đó là chúng ta nói đến cái chữ tầm. Chữ tầm ở đây đó là có thể là từ ở cái chữ quý tắc cá, cái chữ tìm kiếm, trong cái nghĩa tìm kiếm. Tâm mình hướng đến, tâm mình hướng đến. Và nếu như chúng ta tu thì có nghĩa là tu tâm, tu thân hoặc là tu khẩu, tức là tu lời nói. Ba cái việc tu của chúng ta, tức là tu thân, tu lời nói và tu hành động, chúng ta sửa. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy rằng là trước khi chúng ta hành động một việc gì hay là chúng ta nói năng một cái điều chi đó thì cũng bắt nguồn từ ở cái tâm của mình, tâm mình suy nghĩ. Tuy rằng mình không có, mình nói rằng tôi không có suy nghĩ, tôi nói vậy thôi chứ tôi không có ý gì hết á. Tôi nói những cái lời dối trá, hay là chúng tôi tâm tôi nói những cái lời ác độc thô ngữ đó, thì chúng tôi không có tâm, không có ý gì hết, không có ý bất thiện. Nhưng sự thật ra đó là chúng ta đã có một cái suy nghĩ rồi. Suy nghĩ không tốt, suy nghĩ không tốt. Tức là ở đó cái tâm của mình nó khởi lên ở trong cái từ ở trong cái suy nghĩ. Tâm mình nghĩ do sân, do dục hay là do hại, hại cho mình khởi lên những cái câu nói hay những cái hành động của mình. Như vậy thì ở đây đó là trước tiên đó là chúng ta nói rằng là một vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi, bất cứ một cái oai nghi nào, mà nếu mà vị tỳ kheo đó không có tinh cấn nhiệt tâm để cho dục tầm khởi lên. Dục tầm ở đây đó, quý vị biết rằng nó từ bắt nguồn từ ở, có nghĩa là cái tâm tham của mình, tức là cái lòng tham của mình, lòng tham. Khi mà một vị tỳ kheo đó, một người tu nói chung là một là cái người tu, nếu mà một cái người tu mà mình để cho cái tâm của mình khởi lên những cái dục tham. Dục tham ở đây đó là trước nhất á, là chúng ta nghĩ đến những cái ngũ dục. Chúng ta suy tư đến những cái ngũ dục. Trong cái lúc mà đi đứng nằm ngồi, trong cái việc ăn uống mặc ngủ nghỉ gì đó bình thường, thấy mắt, thấy tai, nghe mũi, ngửi, lưỡi, điếm, thân xúc chạm, nhưng mà mình để cho cái tâm mình bị cuốn hút theo cái lòng tham chấp của chính mình, bởi thấy đẹp, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc gì đó, thì tự động cái tâm của mình thích thú. Rồi mình cứ buông trôi ở trong cái sự thỏa thích, ở trong cái tham dục đó. Tham dục đơn giản đây là chữ tham dục trong ngũ dục, sắc, tinh, hương, vị, xúc. Chúng ta sống ở trong cõi dục này đó, cõi nhân loại của chúng ta là cõi dục. Cho nên là cái việc mà chúng ta thụ hưởng trong ngũ dục nó là chuyện bình thường. Nhưng mà tâm mình dính mắc đó, bị trói buộc ở trong đó, thì mình đâu có thoát khỏi dục đâu.
tham dục. Cho nên là chúng tôi nói ở đây đó, quý vị thấy các vị phạm thiên đấy, các vị phạm thiên là các vị đó thoát khỏi dục, vượt lên khỏi dục. Dù là phạm thiên sắc giới hay là vô sắc giới, vị đó vượt lên khỏi dục. Cho nên vị đó đâu có, vị đó có nhãn căn, có ý căn, có tỷ căn, có thiệt căn, có thân căn, có ý căn, có đủ hết. Nhưng mà đặc biệt là các vị đó không, dù là các vị phạm thiên sắc giới cũng không có các cái sắc thần kinh gọi là thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân trong đó. Tại vì sao? Vì đó không có ăn uống như chúng ta, không có ăn uống cơm canh bánh trái như chúng ta. Cho nên mà vị đó mặc dù là có miệng có lưỡi đó, nhưng mà cũng không phải ăn cơm bánh cái ăn uống như chúng ta. Cho nên các vị đó không có thỏa thích ở trong cái sự ăn uống. Cái thứ hai nữa là cái vị đó không có cái tỷ căn, tức là không có thỏa thích ở trong cái mùi thơm, mặc dù vẫn có xin lỗi, không có sắc thần kinh tỷ, tức là không có cái ngửi cái mùi thơm. Chúng ta là trong ngũ dục á, ở trong cõi dục á, thì thỏa thích ở trong ngũ dục, cho nên sắc thinh hương vị xúc chúng ta đều thích hết á. Nhưng mà các vị đó không có cái mùi thơm của nước hoa, mùi thơm của điều này điều kia, không làm gì đó thỏa thích. Cái thứ hai nữa, thứ ba nữa đó là vị đó không có ở đây sắc nam hay sắc nữ, ở đây đó không có sắc nam sắc nữ. Bởi vì vượt ra khỏi dục cho nên không có dục tính ở trong này. Không có dục tính. Thì không có dục tính cho nên là không có sắc nam hay sắc nữ. Ở đây không phải là cái giới tính thứ ba mà như cái nghĩa thông thường mà chúng ta nói, mà là vì các vị đó không có những cái sắc tính, sắc tính, và do đó không có cái sắc thần kinh xúc ở trong đó, không có nam nữ ở trong đó, không có cái dục tính của nam nữ ở trong đó. Các vị ấy chỉ có sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ. Sắc thần kinh nhãn là để thấy, sắc thần kinh nhĩ là để nghe. Vì đó chỉ là no vui, thích thú thỏa, thích thú quan hỷ ở trong cái thiền chứng của chính mình thôi. Nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng là dục tâm mà khởi lên thì bị dính mắc. Đó là mình nói tham, tham ở trong ngũ dục. Cái tham thứ hai nữa đó là gì? Cái tâm mình khởi lên muốn được cái sự tái sanh ở đời sau, đời sau để mà mình được hưởng thụ cái này, hưởng thụ cái kia, hưởng thụ cái này, hưởng thụ cái kia. Thí dụ như bây giờ nè, ngay cả bản thân của chúng ta, bây giờ chúng ta đang khó quá, chúng ta cũng mong rằng đến một lúc nào đó trong kiếp này thôi chúng ta được hanh thông, thì cái mơ ước đó là nó chính đáng chứ không phải là không chính đáng. Nó không phải là không chính đáng, bởi vì chúng ta mong muốn là bây giờ mình đang khổ cực, nhưng mà mai mốt mình được hanh thông tốt đẹp ngay trong đời sống này thì đó cũng là chính đáng. Nhưng mà sự thật ra là cái mơ ước đó, đó nó khiến cho chúng ta phải hiện hữu, khiến cho chúng ta phải gắn chắc, rồi khiến chúng ta phải hành động để rồi chúng ta có được như cái ước nguyện trong tương lai là như vậy. Cho nên là thí dụ như bây giờ mình làm người á, thì mình bị cái việc này việc nọ, thí dụ như là cầu muốn không được thương yêu xa lìa, rồi cái người mà bệnh hoạn thì mong muốn mình được khỏe mạnh, rồi cái người mà không có danh vọng địa vị thì mình mong muốn mình danh vọng địa vị, cái người không có sức khỏe thì mong muốn mình lại có sức khỏe, rồi cái người mà không đẹp đó, thì mong muốn mình được đẹp. Thì mọi những cái sự mong muốn đó nó là hoàn toàn là thuận theo cái những gì đó là bình thường. Nhưng mà khi mà mình hướng đến những điều đó, rồi mình bằng mọi cách làm này cách kia để có mặt sự tồn tại, thì đó là để cho mình có hiện hữu trong cuộc đời này, thiện hữu ở tương lai. Như vậy thì mình mong muốn mình hiện hữu ở tương lai, hanh thông ở tương lai cũng là một sự trói buộc nữa.
cũng là từ ở cái dục tham mà ra, từ ở cái dục tầm mà ra, dục tầm mà ra, tức là tầm là tìm kiếm, cái gì tầm là tìm kiếm hướng đến, tầm là tìm kiếm hướng đến. Cho nên là nếu như một người mà ngay cả những cái việc gì mà chúng ta thấy hết sức là bình thường, nó chỉ là những việc nhỏ nhặt đơn giản thôi, nhưng mà tâm mình dính mắc bởi cái tâm tham của chính mình một điều gì đó, thì chính cái đó nó bị trói buộc, chúng ta bị trói buộc, bị trói buộc. Cho nên đó là cái yếu tố của cái tâm tham. Cho nên cái người mà bị cái tâm tham đó, ở trong cõi dục là bị dướng mắt ở trong cõi dục, ở trong cõi sắc á, thì bị dướng mắt ở trong cõi sắc, ở trong cõi vô sắc thì dướng mắt ở trong cõi vô sắc. Cái dướng mắt đó chính là gì? Chính là cái dục tầm này. Cái dục tầm tức là tham vọng. Như vậy á, thì trong cái đời sống hàng ngày đó, người tu á, thì không phải là cái gì nó xa xôi, nhưng mà chính ở trong chính cái nội tâm của mình, khi mà mình bị vướng mắc cái gì thì cái đó nó sẽ trói buộc. Trong 37 pháp trợ giác ngộ đó, trong đó có 4 cái chi pháp nói về sự tinh tấn của một cái vị hành giả tu hành, tức là tứ chánh cần, tức là dục cần, dục tức là ở đây tức là thận, thận cần, trừ cần, tu cần và bảo cần. Thận cần là sao? Thận cần tức là một cái người tu á, là mình giữ gìn cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm không cho phóng túng phan dung, phan duyên theo trần cảnh, giữ cái tâm không để cho các cái dục nó lôi kéo hoặc là nó cuốn hút mình, mà mình phải giữ cái tâm của mình hết sức là an tịnh. Đó là sự tinh tấn của chính mình. Mình thận trọng, rồi mình thận trọng ở trong cái lời nói, thận trọng ở trong cái lời nói của mình. Không phải nói rồi qua rồi thôi, nhưng mà nói nó trở thành, thứ nhất là nó trở thành cái ác khẩu ở trong cái lời nói của mình. Nếu như mà mình có kiểm thúc nói bằng cái lời nói ác khẩu thì nó tạo ra cái ác nghiệp. Cái thứ hai, nó trở thành cái vết hằn, vết hằn mà ý chúng tôi muốn nói, nó trở thành một cái nghiệp bất thiện hằng hữu ở trong cái tâm của mình, khiến cho mình nói những lời nói nó không đẹp, những cái lời nói không hay, thí dụ như dối trá, nói lời đôi, nói lưỡi đôi chiều, tức là nói đâm thọc đó, rồi nói những lời thô ác, vân vân. Cho nên là khi mà mình biết rằng cái lời nói của mình nó không tốt thì ngăn chặn ngay. Tức là cái người tu là phải thận trọng gìn giữ cái tâm của mình, thận trọng nói năng cái lời nói của mình, không phải nói qua rồi thôi đâu, nhưng mà nói nó gây nên cái, tạo ra cái nghiệp bất thiện từ cái nghiệp khẩu của mình. Cái thứ hai, nói nó trở thành cái vết hằn ở trong nội tâm của chính mình, nếu mà mình nói những điều bất thiện, nói những điều bất thiện, tuy là nói là trôi qua thôi, nhưng mà nếu mà nó trở thành cái vết hằn á, thì đó là cái mối nguy hại cho cái đời sống tu tập của chúng ta. Rồi cái thứ hai, thứ ba nữa là cũng chính cái lòng tham đó, cái dục tham đó, mà khiến cho con người ta phải là có cái hành động bất thiện, hành động bất thiện. Hành động tuy là việc từ những việc lớn, từ việc nhỏ cho đến việc lớn, mà mình không có khéo để ý cái tâm của mình ngăn chặn, thì rõ ràng là ngăn chặn những cái tâm bất thiện, thì tâm bất thiện nó càng ngày nó càng sanh lên. Nó là như vậy. Bây giờ nói đến cái việc mà một cái người tu tập á, là mình phải hết sức là như là một cái sự phòng hộ,
Phòng hộ tức là mình nói năng hành động mình phải phòng hộ. Mình phải đánh đuổi nó ra. Thí dụ bây giờ tham tâm sanh khởi lên thì cái người đó cần phải loại bỏ cái suy nghĩ đó. Nhiều cách. Một là trong những cái cách thay thế. Thay thế là sao? Thay thế là mình khi mà dục tham nó khởi lên thì mình nên luôn luôn nghĩ bất tịnh, quán chiếu, tức là suy xét về bất tịnh của xác thân, rồi xác thân của mỗi người. Khi mà mình quán về bất tịnh như vậy đó, để cái dục tham của mình nó hạ xuống. Cái thứ hai nữa đó là khi mà mình tham một cái vật gì thì mình phải nghĩ rằng vạn vật trên cuộc đời này nó cũng là vô thường hết, không có cái gì mà vững chắc hết, ngay cả cái của người ta rồi cái của mình nó cũng không có cái gì mà bền vững. Mình chết thì cũng là tay không thôi, chết nhắm mắt lìa đời thì chúng ta cũng là tay trắng tay thôi, không có đem theo được cái gì, chỉ đem theo nghiệp thiện và nghiệp bất thiện mà thôi. Nếu chúng ta còn luân hồi thì chúng ta chỉ đem theo được hai đó. Và đời sống tu tập của chúng ta đó, cái lý tưởng cuối cùng là chỉ mong sao đạt được cái sự giải thoát. Đó là điều mong muốn nhất của chúng ta. Cho nên nếu mà cái người mà cố tâm để loại bỏ đó, thì mình nên quán về bất tịnh, quán về vô thường, rồi mình quán về sự khổ. Có thân là khổ mà. Có thân là khổ. Nói trong cách nào đi nữa thì có thân là khổ. Chúng ta có nhiều cái lời nói để chúng ta an ủi cho chúng ta nhiều thứ lắm. Khi chúng ta đã là có thân này rồi, chúng ta cũng mong muốn là chúng ta được an lạc. Nhiều cái lời nói. Thậm chí chúng ta dùng những lời nói để chúng ta chúc tụng cho nhau. Chúc tụng cho nhau là chúc tụng cho những lời tốt đẹp. Đó là sự mong cầu của mình đối với người kia. Nhưng mà rõ ràng đó là có thân này đó là khổ. Khổ là sao? Chúng ta có bệnh, có già, có đau, có chết, có cầu muốn không được như ý mình, không? Mình mong muốn rất nhiều, mình mong muốn rất nhiều, mình kỳ vọng rất là nhiều, mình mơ ước rất là nhiều, nhưng mà nó đâu ý như ý mình được đâu. 10 việc chúng ta mơ ước thì cũng được 5-3 việc thôi, chứ không thể nào mà được như 10 việc hết như 10 việc. Đó là điều mà chúng ta thấy. Cho nên là có thân là khổ rồi. Có thân là khổ. Chúng ta có may mắn, có phước lắm đó, thì chúng ta sanh trong một cái hoàn cảnh chúng ta được hanh thông tốt đẹp về vật chất, về địa vị, về nhiều thứ, thì rõ ràng là chúng ta có phước. Nhưng mà cái khổ chung là chúng ta phải chịu gì? Chịu sanh già, bệnh, chết, cầu muốn không được, thương yêu xa lìa. Cầu muốn không ý. Thương yêu cái người mà thương yêu chúng ta. Chúng ta thương cha, thương mẹ, thương ông, thương bà, thương chồng, thương vợ, thương con, vân vân. Rồi có một lúc nào đó rồi mọi người phải đi theo nghiệp của mình, chứ đâu có thể nào mà mình giữ người đó ở bên mình hoài được đâu. Cho nên nếu mà chúng ta thấy như vậy, cái bản chất chung của thế gian làm thân người, làm có cái thân ngũ quẩn này là khổ rồi. Nếu chúng ta suy xét như vậy đó, thì đó là một trong những cái động lực giúp cho chúng ta tu tập tốt. Chúng ta tu tập tốt. Quán về bất tịnh, quán về vô thường, quán về sự khổ. Đó là điều mà chúng ta cần quán. Đó là một trong những cái cách thay thế của chính mình. Rồi trong cái sự tinh tấn nữa đó, là ở đây là khi mà có tâm bất thiện đó, chưa có tâm bất thiện sanh khởi thì cố gắng để ngăn trừ. Ngăn trừ. Mình nghĩ cái thí dụ như dục tam mà sanh khởi lên thì mình ngay lúc đó mình lái cái tâm của mình đi nghĩ đến một nghĩ khác, nghĩ đến thường, nghĩ đến bất tịnh, nghĩ đến khổ. Khi chúng ta suy xét về những điều đó thì cái dục tham của mình nó tạm thời nó lắng dịu đi. Hoặc là chúng ta cố gắng để giữ gìn giới, giữ gìn giới, tránh xa. Một người giới của người cư sĩ, giới của bậc xuất hàng xuất gia, vân vân, chúng ta phải cố gắng làm những điều đó. Bởi vì cái giới là cái sự ngăn ngừa những cái hành vi xấu của chính mình mà. Cho nên cái tâm của mình mà nghĩ chưa có thì pháp bất thiện sanh khởi lên thì mình ngăn chặn.
mà có bất thiện rồi đó, là mình phải 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 loại trừ nó. Loại trừ là thay thế đó. Loại trừ thứ hai nữa là loại trừ bằng thiền định. Chúng ta giữ cái tâm của mình. Ở đây đó thì quý Phật tử ít nhiều cũng 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 quan hỷ ở trong cái việc mà trao dồi cái tâm của mình rồi, bằng phương pháp thiền thiền chỉ hoặc là thiền quán gì đó, mình giữ cái tâm mình. Không có cái chi quý bằng việc mà mình giữ cái tâm của mình. Không có cái tác động gì ở bên ngoài làm cho mình tốt hơn, chính là mình tạo cho cái tâm của mình. Đó chính là cái người mà gọi là cái người tự xây hòn đảo cho chính mình. Tại sao hòn đảo? Tự xây hòn đảo cho chính mình để tìm cái chỗ nương tựa cho chính mình. Cho nên là mình định tâm trên một đề mục. Một cái người tu tập là định tâm trên một đề mục. Hoặc là mình giữ tâm cái chánh niệm của mình ở trên cái đề mục thiền quán, theo dõi hơi thở, hoặc là theo dõi cả cái cảm thọ, hoặc là theo dõi ở trong các cái pháp ở nội tâm của mình mà sanh khởi như thế nào. Mình phải biết rõ. Đó là chính cái sự hòm hộ của chính mình. Rồi bây giờ là mình tinh tấn là sao? Thiện pháp ở nơi tâm của mình có rồi đó, là mình cố gắng mình phát huy nó lên. Có một người nhà học giả của Phật giáo có nói một cái câu là: khi con chưa tìm hiểu đến Đức Phật đó, thì con chưa tin Đức Phật. Khi con tìm hiểu Đức Phật đó, thì con tin Phật. Khi con tin Đức Phật, con hành theo lời dạy Đức Phật, thì con càng tin Đức Phật hơn. Tin Đức Phật hơn. Thì ở đây muốn nói, tức là khi mà pháp Đức Phật á, là cho chúng ta được, nếu chúng ta thực hành thì an lạc cho đời này, an lạc cho đời sau, và an lạc tối thượng, tức là chúng ta chứng đắc đạo quả giải thoát. Cho nên ba khía cạnh của sự an lạc là không phải chỉ có an lạc đời này không, mà cũng không phải là chỉ có an lạc trong đời sau không, mà cái lý tưởng cuối cùng là an lạc tối thượng, tức là giải thoát. Điều đó mới là quan trọng. Điều đó mới là quan trọng. Mà muốn có cái an lạc giải thoát thì ít ra trong hiện tại chúng ta được an lạc. Chúng ta tránh đi những cái phiền não ở trong nội tâm của chúng ta sanh khởi. Chúng ta kịp thời là ngăn chặn loại trừ. Ngăn chặn loại trừ. Và thiện pháp nào mà nó có ở trong tâm chúng ta, chúng ta ráng cố gắng đào bồi dưỡng nó lên, chúng ta ráng tu tập bồi dưỡng nó lên, và khi đã có rồi đó thì chúng ta phải cố gắng gìn giữ nó, không để mất. Niềm tin chúng ta không mất, giới hạnh chúng ta không mất, thấy không? Định tâm chúng ta không mất, và các cái sở hành trong thiện ở trong đời sống hàng ngày chúng ta không mất. Chúng ta luôn luôn giữ cái điều đó. Cho nên mà khi mà dục tâm sanh khởi lên thì có ba cái khía cạnh, đó là trong những cái quán về bất tịnh, về từ thân của mình để tham tâm được gắn nhiều, quán về vô thường để chúng ta thấy vạn vật là không có cái chi là của ta, vạn vật đều thay đổi, không có cái gì mình cố gắng gìn giữ rất là nhiều, mình mong mình cái này cái kia, nhưng mà rồi không có cái gì của mình hết, chỉ có đem theo thiện nghiệp và bất thiện nghiệp mà thôi, nếu chúng ta còn luân hồi. Và quan trọng là cái đời sống tu tập của chúng ta, đó là như vậy. Rồi ở đây đó là quán về sự khổ, thì có thân là khổ. Chúng ta nghĩ đến thân của mình, thân của người khác cũng khổ thôi. Cho nên là chúng ta giảm bớt, đó là một trong những cái cách thay thế. Hoặc là chúng ta định tâm ở trong một cái đề mục, cũng là cái cách để làm lắng dịu cái dục tham nó sanh khởi. Bây giờ nói đến khía cạnh thứ hai mà chúng tôi muốn nói. Ở đây Đức Phật Ngài nói là một vị tỳ kheo khi mà đi đứng nằm ngồi mà sân tâm sanh khởi. Thấy không? Sân tâm sanh khởi. Thì cần phải tinh tấn để loại trừ. Chúng ta thấy rằng ở trong ba cái căn bất thiện đó, căn tham, lô pháp bù lá, thấy không? Căn sân là đô sát bu lá, căn si là mô hát bu lá. Thì cả ba cái căn đó, ba đã căn đó là căn bất thiện hết. Bây giờ nè, sân tâm sanh khởi cũng là một căn bất thiện. Ví dụ như bây giờ nè, chúng ta thấy rằng là nhiều khi
mình không có tu, mình cứ thấy người này người kia, người mà mình không ưa hay là người để làm tổn hại cho mình, tổn hại cho người thân của mình, thì mình nghĩ như vậy đó là cái sân tâm mình khởi lên. Không, không nên nghĩ như vậy. Và ở đời đó thì khi mà sân tâm khởi lên thì có khi mình gặp người đó, hoặc là nghe tiếng nói của người đó, hoặc là cái người đó sắp sửa xuất hiện trước mặt mình là mình đã khó chịu. Hoặc là thấy một vật gì ở trên cuộc đời này, thấy giống như người ta nói là thương ai mà thương cả đường đi, mà ghét ai ghét cả tông ti họ hàng. Cũng có muốn nói là một khi mà liên hệ tới cái người mà mình không ưa rồi đó, thì cái người đó mình lại có một cái suy nghĩ khác. Suy nghĩ đó là người đó không phải làm hại mình đâu, làm hại người thân của mình. Mình nghĩ như vậy thì mình cũng đã khó chịu rồi. Vì vậy cho nên sân tâm khởi lên thì trước nhất là mình phải nên khởi cái tâm từ đối với người đó đi. Ráng cố gắng mà gọi khởi tâm từ mát mẻ với người đó, những chúng sinh đó. Có nhiều khi con mũi nó chích mình ngứa ngứa khó chịu là cũng đã tâm sân rồi, chứ không phải đợi tới ai nói mình đâu. Rồi cái ở một cái nơi mà mình nóng lực quá, bực bội quá, cáo gắt quá, khó chịu cũng là tâm sân rồi. Chứ không phải đợi tới người đó phải làm tổn hại gì mình, tổn hại gì người thân của mình, nói năng hành động gì đó mà mình sân họ đâu. Nhưng mà rồi đó thì quý vị thấy rằng là khi mà mình có một cái thấy rằng là mỗi chúng sinh ở đời cuộc đời này là mình nên luôn rải cái tâm từ đối với mọi loài, chan hòa với mọi loài, thì chúng ta cảm thấy nó an lạc. Bởi vì mình cho rằng cái người này như thế này, người này như thế nọ, không ưa, không thích, không hài lòng, thì cái tâm sân của mình nó sẽ khởi lên. Mà tâm sân là nên đối trị bằng với cái tâm từ của mình. Mà tâm từ là cái chất liệu tốt nhất, là một cái chất liệu mát mẻ để xoa dịu đi cái lòng sân. Xoa dịu đi cái lòng sân. Nếu không có tâm từ thì không thể nào. Cho nên là mình phải thấy rằng mọi loài chúng sanh đều là mình luôn luôn có cái sự mát mẻ với mọi loài. Cái thứ hai nữa đó là mình nên quán tưởng rằng mỗi chúng sanh đều có nghiệp riêng. Nghiệp riêng. Trong kinh Đức Phật dạy đó, chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn đó. Cho nên là mỗi người đều có cái nghiệp riêng của họ. Sanh trong một gia đình, mình có thể là giống nhau về dáng dấp, hình hài, nhưng mà không thể nào hoàn toàn giống hết hoàn toàn về tâm tính của mọi người. Cho nên là người xưa họ có nói có câu là sanh tử vô sanh tâm, sanh ngư vô sanh giác. Có nghĩa là cha mẹ sanh con thì không có sanh được cái tâm tánh của nó. Nhiều khi có những đứa con nó có thể giống tâm tánh của mình một phần nào đó, nhưng mà có những đứa con nó không thể nào giống được. Cho nên là tâm tánh của nó là cái hạnh nghiệp của nó, nghiệp riêng của nó. Cho nên là nhiều khi đó là có con thì nó tánh nó tốt, hiền, thiện, nhưng mà có đứa nó cũng hơi trịch thượng, có đứa thì nó cũng hơi ngỗ nghịch, có đứa thì nó hơi hỗn hào, có đứa thì nó hơi xấu. Thì ở đây muốn nói tức là cái hạnh nghiệp của nó. Mà mỗi người đều có cái nghiệp riêng mà. Chúng ta không thể nào bắt người ta giống như mình được hoàn toàn, mà mình cũng không thể nào bắt người ta giống được hoàn toàn. Nghiệp á, thì xin thưa quý vị, nó có những nghiệp thuộc quá khứ. Cái chủng tánh của nó là như vậy, nó tập tành tham sân si nhiều quá, cho nên đời này nó là như vậy. Hay hoặc nó thân cận với người nào đó xong không tốt, giờ nó là như vậy. Nhưng mà có những nghiệp ở trong hiện tại là do nó thân cận với cái hoàn cảnh, nó gần gũi với cái hoàn cảnh không được tốt, cho nên là nó trở thành như vậy. Mà nó gọi là tập quán nghiệp. Tức là những cái thói quen mà người ta nói rằng, người xưa nói cái câu là tánh tương tập
tương diễn. Cái tánh của cái người đó, nó ví dụ như mình, đứa nhỏ nó, hồi nhỏ nó dễ dạy, nó dễ thương lắm, nó dễ, nó biết trên biết nhường dưới lắm, nó biết lắm, chứ không phải là không biết. Nhưng mà sau một thời gian nó lớn lên, cái nó gần gũi với những cái bạn xấu đó, nó thân cận với những cái người bạn xấu đó, thì nó cũng bị ảnh hưởng chứ. Tánh tương cận, tập tương diễn là như vậy. Tức là cái tập khí của nó có thể là nó tránh đi bớt là do nó ở xa cái hoàn cảnh đó. Ở xa cái hoàn cảnh. Còn cái tánh của nó xấu hay là tốt, nó có thể ảnh hưởng thân cận với lại những cái người tốt hoặc là những người xấu đó. Thì nó có hai cái lý do. Một là nghiệp gì thuộc về quá khứ. Hai nữa là nghiệp gì ở trong cái đời sống hiện tại, nó có thể là do thân cận. Ở đây muốn nói vì cái tâm sân á, nó sanh khởi á, trước tiên là chúng ta phải niệm về tâm từ. Tâm từ là mình luôn luôn mát mẻ, chan hòa với mọi loài, từ người nam, người nữ, người già, người trẻ, là chúng ta còn phân biệt được hay là chúng ta phân biệt cái này, phân biệt cái kia, thì nhân ngã bỉ thử đó là chúng ta còn khổ. Cho nên là chúng ta có cái sự mát mẻ, chan hòa đó là một cái chất liệu tốt nhất làm cho tâm của chúng ta so dịu cái tâm sân của chúng ta. Cái thứ hai là chúng ta nên quán tưởng mỗi người đều suy xét, mỗi người đều có nghiệp riêng. Chúng ta cũng không có không bắt mỗi người phải giống như vậy. Đó là như vậy. Cho nên cái tâm sân á, khi mà một người mình nghĩ người ta phải xấu cái này, xấu cái kia, cho nên tâm sân mình sanh khởi. Cái thứ ba mà chúng tôi muốn nói ở đây đó, là mình nên tìm kiếm những khía cạnh tốt của cái người đó, chứ đừng nên tìm kiếm cái khía cạnh xấu của người khác. Tìm kiếm cái tốt của người khác để mà mình suy nghĩ. Ít nhiều thì người ta trong 10 cái thì 8 cái xấu thì họ cũng có hai được hai cái tốt. Mình nên suy xét đến cái tốt của họ. Chúng ta nhớ không, cái ngài Punna đó, khi mà ngài đi đến cái xứ Sunaparanta, ngài đi đến cái xứ đó, thì khi mà ngài xin Đức Phật đó là đến cái xứ đó để ngài ở, ngài giáo hóa, thì Phật mới nói là cái xứ đó họ dữ lắm á, họ tâm bất thiện nhiều lắm, hành vi bất thiện nhiều lắm, ông có nên đó đến đó hay không? Rồi ngài Bồ Tát, ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn, con xin Đức Thế Tôn đến đó, con chấp nhận đến đó. Thì Đức Phật ngài hỏi rồi ông đến đó thì họ chửi ông rồi sao? Bạch Đức Thế Tôn là họ chửi con, nhưng mà họ không có đánh đập gì con hết á, đánh đập mà con. Đức Thế Tôn ngài mới nói rằng rồi họ đánh đập và xúc phạm ông rồi sao? Bạch Đức Thế Tôn họ đánh đập con nhưng mà họ không nảy giết con. Đức Phật ngài nói rồi họ giết ông thì sao? Thì ngài mới nói bạch Đức Thế Tôn thì họ đã giúp con được giải thoát. Thì khi mà trả lời những cái câu hỏi từ nơi Đức Phật, thì ngài Bồ Tát được Đức Phật cho phép đi đến cái xứ Sunaparanta. Cái xứ đó là cái xứ nó họ hung dữ lắm, phải. Mà quả thật thì khi mà ngài đến đó thì ngài đã tu tập được, ngài đã tiếp độ được những cái người ở xứ đó. Đó là một trong những cái đức khảm nhẫn. Mà ở đây ý chúng tôi muốn nói là ngay cả những cái người mà xấu nhất thì mình nên nghĩ rằng họ có những cái điểm tốt, mình phải thấy cái điểm tốt của họ, chứ đừng nên thấy cái điểm xấu của họ. Thì ít ra đó, cái tâm sân của mình nó được lắng dịu. Cách đó là tu tập rải tâm từ, thấy mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, rồi nên thấy cái điểm tốt, khía cạnh tốt của mỗi chúng sinh, của cái người nào đó. Người ta cũng không thể giống mình cũng giống người ta. Mình mỗi người đều có cái nghiệp riêng mà. Cho nên cái việc mà chúng ta nói cái điều đó, mỗi người cái nghiệp riêng đó là sự thật, không phải để chúng ta miễn cưỡng là chấp nhận là tại vì mình nói họ không được, mình giáo hóa họ không được, hay là bắt họ không theo ý mình được á, thì mình nói rằng là họ đều có cái nghiệp riêng của họ. Không phải. Mà rõ ràng cái nghiệp riêng đó đã tạo nên tính cách của họ. Mình cũng có cái nghiệp riêng của mình để mình tạo nên cái tính cách của mình. Chứ không phải không có.
Và vì vậy đó cho nên là khi mà tâm sanh sanh khởi là nên khởi cái tâm từ. Đó là một trong những cái cách tu tập thay thế. Thay thế. Còn nếu mà bằng cái cách ngăn chặn, bằng cái cách ngăn chặn đó là bằng phương pháp thiền. Một phương pháp thiền. Còn những phương pháp là từ tâm đạo, tâm quả để chứng đắc niết bàn, năm cái phương cách đó là chúng ta thang nói đến, mà chúng tôi chỉ nói là một là cái cách thay thế, hai là cái cách trấn áp. Trấn áp bằng thiền. Bằng thiền. Khi tâm mình có định tĩnh, khi tâm có chánh niệm thì mình không bao giờ mà có những cái sự buồn bực, có chịu dục tham gì sanh khởi lắm nhiều nữa. Rồi bây giờ cái khía cạnh thứ ba mà ở trong chi pháp này muốn nói, tức là hải tầm khởi lên, himsa, tức là nói đến cái sự não hại. Mình nghĩ đến cái cách não hại, có nhiều người nghĩ đến cái cách não hại làm tổn hại đến chúng sinh. Nhiều khi nói năng cũng là cái cách tạo hại, làm hại người khác rồi. Cái lời nói tuy là như bình thường như vậy, nó không phải là mạnh mẽ như cái hành động, nhưng mà rõ ràng cái lời nói nó làm tổn hại người khác. Tổn hại người khác. Cho nên khi mà mình nghĩ, cái tâm mình nghĩ đến não hại người khác thì cả cái lời nói cũng làm tổn hại người khác. Rồi cái hành động của mình làm tổn hại người khác. Thí dụ như bây giờ này, chúng ta đó là nhiều khi phát xuất từ ở hai cái loại tâm, hoặc là ganh tị, hoặc là bổn sẻn. Hoặc là ganh tị, bổn sẻn. Cho nên mà mình ganh tị là mình không muốn người khác hơn cái gì cho mình, bất cứ cái gì, không muốn người khác phải hơn mình cái này cái kia, về danh vọng, về địa, về tiền bạc, về sắc đẹp, về sức khỏe, về cái này cái kia. Mình không muốn người khác hơn mình cái khía cạnh này, cho nên là khía này cạnh này hoặc cái khía cạnh nọ, cho nên cái tâm của mình là sinh ra cái sự ganh tị. Ganh tị. Rồi mình cũng không muốn mình bị mất cái thứ này thứ kia, thấy không? Cho nên là mình mới sinh cái lòng bổn sẻn. Bổn sẻn tức là keo kiệt bổn sỉnh, không muốn mất tiền bạc, không muốn mất danh vọng, không muốn mất địa vị, không muốn mất kiến thức, không muốn cái này cái kia, không muốn mất cái này cái nọ. Ví dụ như trong kinh đó là bổn sẻn về đệ tử, rồi bổn sẻn đồ chúng, rồi bổn sẻn chỗ ở, bổn sẻn vật thực, bổn sẻn y áo, bổn sẻn cái này cái kia. Thì cái bổn sẻn đó nó là không muốn người khác, mình không muốn mình bị mất bất cứ cái gì, cho nên là sanh lòng bổn sẻn. Vì vậy cho nên là cái hại tâm là nghĩ đến một điều đó là sao, tức là mình nghĩ cách này cách nọ bằng cái lòng sân của mình, bằng cái lòng si của mình, bằng cái sự tà kiến của mình, bằng cái lòng tham của mình. Cho nên là khiến cho người khác phải làm tổn hại, tổn hại người khác, tổn hại cái này, tổn hại cái kia, nhiều thứ. Cho nên là nên là khởi, nếu là cách thay thế thì nên khởi cái tâm bi của mình đi. Tâm bi là không nỡ thấy chúng sinh khác. Nếu mà mình rơi vào trong cái hoàn cảnh đó thì mình suy xét lại coi sao. Nếu mà mình là bị một ai đó họ ghét dơ mình, họ làm tổn hại mình thì sao? Họ làm tổn hại mình thì sao? Mình đặt mình vào cái trường hợp đó coi. Thì ở đây chúng ta nên thấy rằng là nếu mà mình tu tập tâm bi ấy, là không nỡ thấy mỗi chúng sinh khác. Bởi vì người ta nói cái câu là cái người tu của mình ấy, là mình nuôi dưỡng cái tâm từ là mát mẻ chúng sinh. Rồi mình nuôi dưỡng cái tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh đau khổ. Không nỡ thấy chúng sanh đau khổ. Khổ cách này, khổ cách kia, khổ xa hay khổ gần, khổ lớn hay khổ nhỏ. Cái khổ đó đều có. Mình cái người tu á, thì không muốn người khác phải khổ. Dù cái lời nói thôi, không làm tổn cho người khác tổn thương. Đừng nói tới cái hành động.
mình thấy rằng là ví dụ như thế này nè, khi mà một người chỉ cần cái đi ra đường đi, chỉ các cái hành động mà chúng ta thấy nó hết sức là bình thường vậy thôi. Một người thì bỏ cái cây ra đường để cho xe nó chạy lên nó cán rồi nó gây tai nạn, đó là cái hại tâm. Mình bỏ với cái ý nghĩ rằng là cây nó, xe nó cán lên để rồi văng lên rồi lật xe, hay là nó bị lủng bánh xe, là bị cái gì đó rồi nó xe nó mất an toàn, nó gây ra tai nạn. Cái đó là cũng một cái suy nghĩ hại. Nhưng mà một người thấy người ta bỏ cái cây đó, mình lấy cái cây đó vô, không để ngoài đường nữa, mình dọn dẹp như vậy. Cái hành động tuy là nó nhỏ thôi, nó nhỏ nhặt thôi, đơn giản thôi, nhưng mà đó là một trong những hành động không gây tổn hại đến những người cả. Cái lời nói cũng vậy. Cho nên là mình không nỡ thấy những người khác khổ. Chúng tôi thấy rằng như thế này nè, bản thân của chúng tôi là chúng tôi không có thích coi những cái con này con kia nó cắn nhau. Ví dụ như là lâu lâu mình mở lên gặp cái gọi là thế giới động vật, mình biết là cái loài ở trong rừng con mạnh ăn hiếp con yếu thôi. Ở dưới biển cũng vậy, con mạnh ăn hiếp con yếu thôi, chứ có con nào hơn con nào. Ví dụ vậy. Rõ đời chúng ta khác với con vật một chút là chúng ta có cái lý trí. Con người chúng ta nó có lý trí, chứ không phải như những con vật. Ví dụ như ở trong rừng thì con vật nào mạnh hơn thì nó ăn con vật đó thôi, nó hiếp đáp con vật kia đó. Rồi dưới biển cũng vậy. Cái người tu thì đây đó, chúng ta thấy rằng là mình luôn nuôi dưỡng cái tâm bi của mình, là không nỡ thấy những chúng sanh cát khổ, dù là một chút cũng vậy. Đó là mình tu tâm bi. Không phải là ta khốn cùng ở trong cái sự khốn có mình mới khởi tâm bi không đâu, mà bất cứ trong cái hành động gì, lời nói gì của mình là mình đã có sự tu tập trong đó, mình ngăn ngừa rồi mà không thấy. Cho nên là mình thấy đó là con vật là hay là con người, chúng sinh, con người, nhân loại chúng ta đều có cái sự sống. Cho nên là mình biết thương những cái con vật, mình không nỡ làm hại. Rồi những người này, người kia, bởi vì cái người mà tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, đó là một trong những cái đức tính tốt của một cái người tu tập chứ. Hay là một vị phạm thiên thì người ta có bốn cái đức tính đó: tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Thì cái người tu mình cũng vậy, mình không có sân tầm là mình tu phải tu tập về tâm từ, mà mình không có hại tầm là mình phải tu tập về tâm bi, tức là không nỡ chúng sanh khắc khổ, dù là hình thức này hoặc hình thức kia, xa là gần, chúng ta không nỡ thấy khổ, không làm tổn hại. Không thấy khổ chứ đừng nói để làm tổn hại. Không thấy những chúng sanh khác, ví dụ như mình thấy những con này nó ăn con kia, nó cắn con nọ, nó tấn công con kia. Riêng bản thân của chúng tôi thì thấy rằng mình không có muốn nhìn cái cảnh đó, không muốn nhìn luôn, chứ đừng nói. Chúng ta mà chứng kiến những cái cảnh mà bởi vì ta nói là tại sao cái những cái đứa nhỏ đó, mình ngay cả cái chuyện mà vợ chồng mà xích mích với nhau thì không thể nào để cho con nó chứng kiến mà vợ chồng cãi giả nhau sùm lớn tiếng nhau được, không để cho con nó chứng kiến thấy cái cảnh mà cha mẹ đánh đấm nhau, chửi mắng nhau không. Rồi ở ngoài làng, ngoài xóm cũng vậy, mình giáo dục đứa nhỏ là không để cho con nó chứng kiến cái cảnh đó, đừng nói tới cái chuyện mà cầm vũ khí để mà nó tấn công người ta. Và đó là cái sự hình thành ở trong cái tính cách của một đứa trẻ, nhân cách của đất, tính cách của một đứa trẻ để sau này nó trở thành một đứa trẻ tốt. Ngay cả những cái hành động mà mình thấy là đứa trẻ mình biết dạy đứa con của mình
là thôi cầm cái bánh chia sẻ cho một cái người, những đứa trẻ khác. Thì cái hành động tuy nó nhỏ nhưng mà đó là cũng cái cách giáo dục để nó hình thành lên cái tính cách sau này đứa trẻ nó trở thành một cái đứa trẻ biết chia sẻ, biết thương những người chung quanh đó. Thì ở đây đó, chúng tôi mượn cái hình ảnh đó để cho các vị thấy rằng đó, là mình không bao giờ muốn chứng kiến, mình người tu là không bao giờ để thấy chứng kiến cái cảnh mà người này ăn hiếp người kia, người này làm tổn hại người kia, dù là như thế nào. Chúng ta về góc độ tu tập là chúng ta không nỡ thấy những điều đó, không. Rồi huống chi là chúng ta không làm những điều đó, không làm. Tức là chúng ta phải tu tập một cái tâm bi thật sự mạnh dạn, lớn mạnh để cho chúng ta được phát triển. Thì ngay cả cái việc mà bất thiện chưa khởi ở trong tâm á, thì mình hãy ngăn chặn nó đi. Dục tầm chưa khởi lên, sân tầm chưa khởi lên, hại tầm chưa khởi lên thì chúng ta ngăn chặn nó đi. Rồi mà bất thiện đã có trong tâm rồi á, thì loại trừ nó, loại trừ bằng cách thay thế hay loại trừ bằng cái cách áp chế bằng thiền định, thiền tập trong đời sống hàng ngày, chánh niệm chánh định để mà mình lắng lòng tâm. Còn mấy cái loại trừ bằng thánh đạo, thánh quả hay là niết bàn thì chúng ta không có nói tới, mà chỉ nói như vậy. Như vậy thì ở đây đó, Đức Phật ngài nói rằng là nếu một người mà biết trao dồi làm cho cái thiện pháp mình tu tập được tăng trưởng, rồi bây giờ á, là chúng ta thấy rằng khi mà thiện pháp ở trong tâm mình có, thí dụ bây giờ nè, mình có chánh niệm, mình có chánh định, rồi trong đời sống hàng ngày mình giữ giới tốt, tự nhiên thôi, không phải là một trong những cái gì mà nó trở thành những cái khó khăn trong cái việc giữ giới của chính mình, nó trở thành bình thường trong đời sống hàng ngày. Cái gì mình làm riết nó cũng quen, nên nó trở thành cái hành trang cho chính mình, trở thành cái năng lực cho chính mình để mà mình có được sự an lạc trong đời sống hiện tại. Rồi do cái việc mà chúng ta hành thiện pháp nó trở thành có thói quen đó. Rồi biết đâu chúng ta còn luân hồi thì chúng ta cũng nhờ cái sự tu tập này mà chúng ta sanh cảnh giới an lành, rồi cũng nhờ cái sự tu tập này mà chúng ta được nối tiếp, được lớn mạnh, trưởng thành ở trong giáo pháp, chúng ta được chứng đạo giải thoát ở trong tương lai thì sao? Đó là những cái điều mà ở đây Đức Phật này dạy. Cho nên là ba cái pháp bất thiện là dục tầm, sân tầm, hại tầm thì chúng ta cần phải tu tập rất là nhiều, trao dồi rất là nhiều. Dục tầm thì nên quán về bất tịnh, dục tầm thì nên quán về vô thường, dục tầm sanh lên thì quán về khổ. Sân tầm khởi lên thì nên suy xét về những cái hành vi tốt của cái người đó, chúng sinh đó. Sân tầm khởi lên thì nên cố gắng tu tập tâm từ của mình để mát mẻ đối với mọi loài. Sân tầm khởi lên thì chúng ta nên suy nghĩ là mỗi người, suy xét mỗi người đều có nghiệp riêng, chúng sanh đều có cái nghiệp riêng của họ. Bây giờ hại tầm khởi lên thì luôn luôn khởi cái tâm bi đối với mọi loài, không nỡ thấy chúng sanh cả cổ, mắt mình không để làm cho quen, mắt mình không quen chứng kiến những cảnh đó, tai mình không quen chứng kiến nghe những âm thanh đó, và cái tâm của mình không hướng đến những điều đó, không quan nghĩ đến những điều đó. Và do vậy chúng ta luôn luôn tu tập cái tâm bi là không nỡ thấy chúng sanh cả cổ. Đó là một trong những cái thiện pháp rồi chúng ta được nuôi dưỡng, được trao dồi, được lớn mạnh ở trong nội tâm, chúng ta được sự giải thoát trong tương lai. Thì đó là những cái điều mà Đức Phật này dạy ở trong nội dung bài học hôm nay. Chúng tôi xin được chia sẻ bấy nhiêu lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tông đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Pháp Tông.
Và con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời rung. Và con kính dâng mít đến sư. Sau đây chúng tôi xin thay mặt chư tăng để phúc chúc cho rung. Phawatu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa buddha nufa we dasada sote pawantu te pawatu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa tamma nufa we dasada sote pawantu te pawatu sapa mangalang rakhan tu sapa devata sapa sangha nufa we dasada sote và quan tu tế tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin chư Phật của tâm tin thành tâm báo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đê quá ta san ti vi ha ra qua si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bồ chi ta xót thiền các đoàn tề tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sapa na puta suki ta pa wan tu te cha na bu cha ye pi cha an da sam pa wa sam se da cha ta tha vo pa pa ti ka ni ya ni kang tham ma wa sang ba ti cha te sabbe pi dukkha sakha ron tu sankha yang tha tu chi rang sa tang tham mo tham ma tha ra cha bút ga na sang khổ hồ tu sa mắc vô qua a tha ya cha hi ta ya cha am he ra kham tu sắc tham mô sắp về pi tham ma cha ri no vút thêm sam pa phu ni ya ma tham ma ri ya pa về đi tề. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào râm nghe pháp. Kính mời quý Phật tử nghe vào lúc 17:30 giờ Việt Nam, chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống mic.